Xin chào mọi người, hôm nay ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về tử vi thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tứ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc ngày kỷ tỵ tức chi sinh cho can có nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại lâm mộc kỵ tuổi quý hợi đinh hợi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí. vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân hợi đinh hợi tuổi xung trong tháng tuổi quý dậu kỷ dậu ất sửu ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sau nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sau thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sau nguyệt tài tốt mọi việc tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán và ký kết hợp đồng sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là về cầu phúc tế tự sao lộc khổ tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch sao dịch mã tốt mọi việc nhất là về xuất hành Sao sáu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao vạn vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc cởi công động thổ sao chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sau quả tú xấu đối với cưới hỏi sau không phòng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam và sau đây mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tý đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ, cái điều này mang lại cho bạn đang có được những cơ hội tuyệt vời để mơ mộng. Và với bạn tự tí, đừng có quên đó là tiền đề cho bạn biến những ước mơ thành hành động. Vì vậy, tại sao bạn còn ngần ngại mà không mơ ước đi chứ? Bạn hãy cứ để cho trí tưởng tượng của mình giúp cho bạn hoàn thành công việc này một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khác. Cái điều này mang lại cho bạn đang có những cảm giác không tốt liên quan tới chuyện tình cảm. Thay vì đoán già đoán non thì bạn nên hành động ngay khi có cảm giác điều gì đó bất ổn để ngăn chặn những điều gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai người. Ngày này với bạn tuổi Tý đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, đừng có vội tin lời hứa thiếu cơ sở của ai đó. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, hãy rõ ràng trong mọi việc nhất có thể từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa tránh to tiếng hay là nổi giận khi bạn không hiểu chuyện từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ hãy thu thập thêm thông tin kiến thức cho mình từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tránh tranh cãi hay là nói xấu người khác vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu đen, quý nhân phụ trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi Sửu thứ 2, ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu xỉu phù trợ cho nên mang lại cho bạn đang có được những cơ hội tốt giúp cho những bạn đang còn độc thân tìm được một nửa như ý thời điểm này cũng rất tốt cho bạn mệnh hóa giải những hiểu lầm trong mối quan hệ về tình cảm của hai người và ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm sẽ giúp cho bạn giải tỏa được những sự căng thẳng liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Thế nhưng, để đây không phải là biện pháp tạm thời thì bạn mệnh phải xem xét lại các vấn đề của mình để xử lý một cách triệt để chớ nên chủ quan mà mong chờ vào vận may nữa trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày cung ngũ hành tương sinh mang tới cho bạn có được sức khỏe dồi dào bạn khá hài lòng về kế hoạch chăm sóc cho bản thân mà bạn đang cố gắng thực hiện trong thời gian vừa qua điều này khứ hẹn sẽ mang lại cho bạn có được một cơ thể tuyệt vời về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim con đường tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có người hỗ trợ nhiệt tình cho bạn từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà mình đang có từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ niềm vui đong đầy mang lại cho bạn có được niềm tin từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc con đường tình duyên của bạn có nhiều khởi sắc rõ rệt và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. tử vi tuổi dần thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này gây ra tác động xấu tới cuộc sống của bạn trong ngày hôm nay và ngày này với bà tuổi dần dự báo sẽ có người hoặc là sự việc ngoài mong muốn vì thế với bạn nên cố gắng giữ cái đầu thật tỉnh táo để xử lý tình huống. Và hôm nay với bà tuổi dần, quả thật là một ngày quan trọng, nhưng nó không thể là tất cả. Vì thế, với bà tuổi dần hãy giữ cho mình một tinh thần điềm tĩnh, vững vàng, trở nên vội vàng, hấp tấp với tác động của kiếp tài gây ra. Và trước bất cứ quyết định nào, bạn cần phải cố gắng để mở rộng lòng mình và suy nghĩ tích cực hơn nữa trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh mang tới cho bạn có được sự hỗ trợ từ bên ngoài việc này rất đáng để cho bạn cân nhắc vì vậy đừng có vội nói lời từ chối đừng quên là bạn luôn có thể đón nhận sự hỗ trợ thay vì khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình con người không thể nào không có lúc yếu đuối vì vậy cũng phải cần có một chỗ dựa vững chắc nữa về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, bạn đã bổ qua một lời khuyên hữu ích. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, hãy tin khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, những điều bạn nhìn thấy chỉ là bề nổi mà thôi. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, bạn đang hồ nghi xung quanh vì bạn không tin chính mình nữa. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có ai đó nhắc nhở bạn phải cẩn trọng không là thừa thải về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi tử vi tuổi mão thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy đừng có để cho bất cứ điều gì giữ chân bạn ở lại với bà tuổi mão khi đang gặp tỷ kim chiếu mệnh cũng là lúc để cho bạn vượt qua những chướng ngại vật quá khứ và mạnh mẽ dấn thân mạnh mẽ trải nghiệm cũng đừng có sợ sai lầm, bởi vì sai lầm sẽ giúp cho bạn trưởng thành và có bản lĩnh hơn trong đời sống nữa. Ngày này với bà tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho bản mệnh để thực hiện những việc mà bản mệnh đang còn ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, bạn cần phải là người kiểm soát tốt tốc độ và hiệu quả công việc của mình. Đừng có quá phụ thuộc vào lời khiên, lời chê của những người ngoài. Và xem tử vi ngày thứ hai này với ba tuổi mão theo nhị thập bát tú thì hôm nay là một ngày tốt để cho bạn khởi tạo, tạo tác, kỵ về, chôn khất, sửa đắp mồ mã, đóng thọa đường. Về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, đừng nói giá như quá nhiều khi muốn gì hãy thực hiện ngay đi. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có dấu hiệu làm việc quá sức ảnh hưởng tới tinh thần từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ hãy tự tin để hành động tiến tới mục tiêu từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tránh để lỗi lầm nối tiếp sai lầm từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đừng có trông chờ vào điều gì đó quá vô vọng và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy về tình hình tài chính của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay đã dễ thở hơn khi bạn đang gặp được ngày của chính tài chia chở mang lại cho bạn có được những tín hiệu tích cực thoát khỏi những ngày u ám rồi có khi với bạn tuổi thìn còn nhìn thấy được những viễn cảnh về tương lai ngay lúc này bạn cần phải chuẩn bị một kế hoạch về tiền bạc khôn ngoan hơn cho mình nữa và trong ngày thứ hai này với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ hỏa tương sinh. Cái điều này giúp cho bạn mạnh tuổi thìn cũng có được những niềm tin vững chắc khi mà bạn đã lựa chọn đúng. Ngoài ra, trong ngày hôm nay rất tốt cho việc cải thiện cái mối quan hệ hiện tại của bạn. Nếu như bạn cần nói lời xin lỗi với ai thì bạn nhớ rằng hãy thẳng thắn nói ra. Ngày này, thiêu hại thượng lạn ông là ngày 22 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Ngày này không tốt để trị bệnh ở hầu, do đó bản mệnh cần lưu ý tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Và ngày này với bà tuổi thìn cũng không tốt cho thực hiện xuất hành đi xa hay là làm những công việc quan trọng. Nếu như có việc cần thiết bắt buộc phải đi xa trong ngày thì bạn nên chọn những hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để tăng thêm vận may cho mình, hạn chế những rủi ro không đáng có có thể xảy ra. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ bạn không đủ khả năng hiểu rõ được mọi vấn đề. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, đừng quá lo lắng rằng mình sẽ mắc sai lầm. Nếu có sai lầm mới có trưởng thành. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, nỗ lực về tình cảm dần nhận được sự đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tìm cách kéo gần khoảng cách với nửa kia, tình cảm khó kìm nén. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bạn đang phí thời gian như thế nào để tìm kiếm sự hoàn hảo cho bằng được những gì bà bà tuổi tỵ nhận được đó là sự thất vọng và chán nản cuối cùng chỉ là niềm tin bị đánh mất mà thôi con người không ai là trọn vẹn cả và bạn cũng không ngoại lệ vì bạn sẽ có những sai lầm với những yếu điểm riêng cần phải khắc phục. Vậy thì tại sao bạn lại phải đi tìm kiếm sự hoàn hảo để làm gì khiến cho bản thân mình luôn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng nữa ra? Và trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng không hề nhỏ tới vấn đề sức khỏe của bạn. Với bạn đang có những biểu hiện ốm sốt, khiến cho bạn càng cảm thấy lo lắng trong thời kỳ dịch bệnh như thế này. Có thể với bạn chỉ bị cảm cúm thông thường mà thôi. Thế nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan thời gian này, tránh nên tụ tập đông người và nhớ là thường xuyên sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa về dịch bệnh. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tránh tâm lý đối đầu với bất cứ ai. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, điều mà bạn muốn và thực hiện có phần khác xa nhau. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, có một số niềm tin bị lung lay lớn. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, bạn có được chỗ dựa về tinh thần vững chắc từ ai đó. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, đôi khi buồn một chút cũng là lúc để cho bạn nhìn lại chính mình. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu. từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ mang tới cho bạn có được một ngày tuyệt vời cho sự tương tác xã hội bạn tuổi ngọ có thể kết nối với bạn bè, giao lưu với những người bạn mới, nhờ đó mà mở rộng được các mối quan hệ xã giao với mình. bạn cũng đừng quên khi bạn có thiện trí với mọi người họ sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó mà thôi. và ngày này với bạn tuổi ngọ cũng đang có được sự giúp sức của thực thần chiếu mệnh hứa hẹn sự trưởng thành, bản lĩnh của một người đặc biệt nào đó sẽ đem lại cho bạn có được nhiều cảm hứng ngày hôm nay. Đây cũng là ngày mà bạn muốn làm mới chính mình theo cách tích cực nhất có thể vì bạn không muốn mình bị tụt hậu về phía sau. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này không hề tốt cho các quyết định quan trọng của bạn hôm nay bạn đang có xu hướng nóng vội vì tưởng mình đang thừa thắng sông lên vì vậy bạn cần phải cẩn thận với những cái bẫy nhỏ khi bạn quá chủ quan với nó về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có một số mơ ước trở nên xa vời hơn với bạn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên sớm xác định mục tiêu thay vì vô định như hiện tại tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh Hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, mối quan hệ của bạn có được sự khởi sắc. Nhờ nỗ lực bấy lâu nay, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh Mộc thích làm theo ý của mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi, thứ hai, ngày 22 tháng 3 năm 2021 ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là nếu hôm nay bạn có khúc mắc trở ngại gì thì với bạn nên tận dụng sự hỗ trợ của tam hội phù trợ để đón nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của những người xung quanh mình. Bạn có làm mọi thứ một mình sẽ không mang tới cho bạn được kết quả như ý bằng việc tận dụng sức mạnh của người khác đâu. Và ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho thấy một số bạn tuổi mùi có thể đón nhận vào vận may liên quan tới vấn đề về tiền bạc, có thể là trúng thưởng hoặc là nguồn tiền từ việc làm thêm bắt đầu đổ về cho bạn. Nếu như bạn muốn tiền bạc vừa vào túi, không đội nón ra đi một cách nhanh chóng, thì bạn nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu từ sớm, đừng có vì có sẵn tiền mà mua sắm quá thoải mái như vậy ngày hôm nay với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh đưa tới cho bạn có được những điều kiện thuận lợi để cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân có thể có người nhiệt tình mang lại sự hỗ trợ cần thiết để giúp cho ai đó đang bị ốm sẽ sớm hồi phục một cách nhanh chóng nữa. về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cứ bình tĩnh sẽ đủ khả năng xử lý được vấn đề. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có một số nhận định của bạn mang tính chủ quan. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa thích làm theo ý của mình, bổ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên có trách nhiệm cao với công việc. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc may mắn nhiều hơn trong công việc về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. từ vi tuổi thân thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn đang cảm thấy rất dễ bực mình trong ngày hôm nay vì một người nào đó mà bạn tưởng là thân thiết từng nhận được sự hỗ trợ của bạn, nhưng nay lại xem như việc đó chưa từng xảy ra. Điều này mang lại cho bạn một bài học để cân nhắc việc nên giúp ai và ai nên tránh xa để tránh lãng phí thời gian cũng như là công sức của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Than cũng đang gặp được ngày có chính quan tương trợ cho thấy mọi việc với bạn trong ngày vận diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi, nếu như ai có gặp khó khăn cũng sớm tìm được cách tháo gỡ hoặc là nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, người thân và đồng nghiệp nữa. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2021 dương lịch, ngày hôm nay không tốt để thực hiện những công việc quan trọng như là cưới hỏi cất nhà, xây đắp về mồ mã, xuất hành hay là ký kết hợp đồng quan trọng. Nếu như có công việc quan trọng, cấp thiết phải đi thì với bà tuổi thân nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để hạn chế những rủi ro không đáng có xảy ra với mình về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có những nỗi nhớ đang gây phiền nhiễu cho chính bạn tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa bạn có thể đưa ra những dự đoán chính xác tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tránh có những niềm tin sai lầm tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc bạn không nên đánh giá vấn đề thiêu những thông tin sơ bộ tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên dành thời gian nghe những bản nhạc mà bạn yêu thích. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu phù trợ cái điều này mang tới cho bạn đang có được nhân duyên gặp gỡ những người khác giới rất chi là thú vị khiến cho bạn tuổi Dậu rất chi là cả mến Tuy nhiên, bạn đừng có vội vàng khiến cho cảm xúc này nhanh chóng biến mất. Bạn nên xem xét lại thái độ của đối phương trước khi muốn tiến tới. Đối với những cặp đôi trong ngày hôm nay, cũng hứa hẹn sẽ có được một ngày trọn vẹn và hạnh phúc bên nhau. Và với bà tuổi dậu, đừng có vì bất cứ lý do gì, dù là ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh gây ra nhiều trở ngại mà từ bỏ những mục tiêu của mình đề ra. Đôi khi cái khó lại ló cái khôn, miễn là bạn đừng có hoàn toàn buông xuôi và tỏa ra tiêu cực với những vấn đề xảy ra với mình. Những niềm tin cốt loại của bạn sẽ được thử thách trong thời gian này, nhưng như thế không có nghĩa là bạn dễ dàng đầu hàng, lựa thử vàng, ra nan thử sức. Vì thế, bạn cần phải tiếp tục giữ niềm tin vào những gì mà mình đã và đang tiến hành. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa tình cảm mọi lúc một tăng tín tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ bạn nên tránh bảo vệ cái tôi khi tranh luận tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc nên bình tĩnh và suy nghĩ trôi tháo đáo hơn tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tình duyên suôn xỉa, đôi lứa tâm đầu ý hợp Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tử tuất xem tử vi cho thấy với bà tử tuất đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Đây là tín hiệu tốt cho thấy với bà tử tuất đang cảm thấy an tâm hơn về khía cạnh tài chính. Đối với một số người sống nhờ vào số tiền lương vừa nhận được, bạn có thể trang trải được những khoản chi và thậm chí còn để ra được một khoản tiền để tiết kiệm cho tương lai nữa. Ngày này với bạn tử tốt cũng đang gặp được ngày cốt thổ sinh cho hỏa vượng, mang tới cho bạn có được những cơ hội để cải thiện cái chuyện tình cảm hiện tại. Ví như đối với những bạn đang quản độc thân, đừng có ngần ngại gặp gỡ những người khác giới để gia tăng vận may cho mình. Đối với các cặp đôi đang giận hờn thì lúc này cũng có thể hóa giải được những hiểu lầm cũ. Và ngày này xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Sửu nhân thần ở thắt lưng trên cạnh trong khớp cổ chân mu bàn chân vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa rơi vào trạng thái mong lung không biết nên làm gì tiếp theo tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại đang có từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên nhờ ai đó hỗ trợ khi bạn cần từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy tự mình biết chăm sóc cho chính mình từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nên tìm cách dung hòa nếu quan điểm sống có sự khác biệt và đánh giá của bà tuổi tốt trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi, cho nên với bạn đang cảm thấy rất dễ bị căng thẳng, mâu thuẫn sẽ nảy sinh trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, thay vì tự gây rắc rối cho mình, thì với bạn tuổi Hợi, hãy cố gắng thoát khỏi những sự ồn ào đó bằng việc dành nhiều thời gian hơn cho những điều mà mình yêu thích. Khi bạn tự bước lùi lại, đối phương sẽ hiểu bạn, không muốn phí thời gian cho những việc đó chút nào. Và ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày của chính án chiếu mệnh, mang lại cho bạn đang có được dấu hiệu đáng mừng. Bạn có thể giải quyết được những công việc đang còn dang dở trước khi bắt tay vào những dự án mới. Bạn cũng có thể tận dụng thời gian này để dàn xếp những mối quan hệ thiếu ổn định với những sự bất hòa chưa được tháo gỡ để đưa mọi thứ trở về trật tự vốn có của nó. Ngày này với bà tuổi Hợi lại đang gặp ngày của thủy hỏa xung khắc, nhắc nhở bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ về những cảm xúc mà mình đang có ngày hôm nay và nếu có thể, bạn hãy cứ viết ra mong đợi, kỳ vọng của mình ra giấy, từ đó có được những kế hoạch cho riêng cá nhân mình. Bạn đừng có vì bất kỳ lý do gì mà bỏ qua những cảm xúc của chính mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa cần phải mở rộng mối quan hệ để tăng thêm cơ hội thăng tiến với mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ có những khó khăn không thể nào đoán biết được. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, tránh bảo vệ cái tôi vô căn cứ. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại